Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món khoai tây xào cà chua chống lão hóa đẹp da nhé. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình khoai tây này, mình đã gọt vỏ và các bạn nhớ là cái phần mắt đấy, thì các bạn cắt sâu cho mình một chút nhé. Thì mắt của khoai tây thì ăn sẽ không tốt và các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước hoặc nước muối thì khoai tây nó sẽ không bị thâm đen nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một củ tỏi, một ít hành lá, gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau nhé. Trước tiên cà chua thì các bạn rửa đi cho mình nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi sắt cái phần khoai tây này, các bạn có thể dùng thớt hoặc dùng dao mình sắt thành những miếng vừa phải ra nhé. Các bạn có thể thái sợi hoặc sắt thành miếng như của mình cũng được. Các bạn là sẽ băm cho mình phần tỏi nhé. Cà chua mình bổ cau ra. Vì xào thì các bạn thái hành ra cho mình nhé. Các bạn là cho mình xong lên bếp này. Thì mình cho dầu ăn vào nhé. Khi đã nóng lên rồi thì các bạn sẽ cho mình phần tỏi vào để mình chi thơm. Mình chỉ chi một lửa thôi, còn một lửa mình sẽ để sau các bạn. Rồi khi tỏi đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho mình phần cà chua vào. Khi cà chua đã mềm ra như thế này rồi các bạn nhé, thì các bạn sẽ đổ cho mình phần khoai tây vào. Đây các bạn mình ý qua nhé, vì khoai tây không ra nước thì các bạn sẽ cho mình nước vào nhé, mình bắt con nước vào, mình cứ cho tạm như thế. Và các bạn cứ đun cho mình chút nữa mình mới cho gia vị sau nhé, đun sôi đi ạ. Đây các bạn, khi nó đã sôi như này rồi nhé, và bây giờ mình sẽ cho gia vị vào đây. Các bạn cho mình một thìa bột canh này. Thank you.
một chút dầu hào để thơm nhé. Như thế này là khoai đã gần được rồi các bạn ạ, mình đun thêm một chút nữa thì nó sẽ mềm hẳn ra nhé. Giờ mình sẽ cho cái phần tỏi nước các bạn nhé. Hơi cạn nước, mình sẽ thêm một chút nữa để cho nó chín hẳn rồi. Vì khoai nó không ra nước như các loại rau khác cho nên là các bạn phải mà để nó hút rất nhiều nước mà lâu chín, cho nên chúng ta mới phải cho thêm nước vào như vậy. Hơi nhạt một chút các bạn ạ, mình này cho thêm một chút bột canh nữa. Khi khoai đã chín rồi các bạn nhé, các bạn sẽ cho mình một chút nấm vào cho nó thơm nhé. Bạn nào thích ăn bột ngọt có thể cho bột ngọt vào nhé. Mình cho phần hành lá vào. Nào muốn ăn cay thì có thể cho ớt, cho tiêu tùy theo nhé. Như vậy là mình đã có được một món khoai xào với cà chua nhé. Chống lão hóa và lại có làn da đẹp các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa và mình sẽ cho phần khoai ra nhé. Ăn khoai này vừa chống lão hóa, vừa đẹp da mà lại còn rất tốt cho tiêu hóa, vì nó có những chất tinh bột này, nó lại dễ cho tiêu hóa các bạn ạ. Thế các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy là một đĩa khoai tây xào với cà chua như thế này nhé. Rất ngon và dễ làm, dễ ăn. Các bạn thích hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình.